All right. Wow, cái balloon nhỏ bự quá trời. Thằng hoa không à. Này là ở Win Hotel nha bà con. Ở đây một vườn hoa. Này hoa hồng hay hoa gì á mà. Thì nó tám mới ăn buffet xong ngộ quá. Mà tại sao chỗ này làm gì bông mua nhiều vậy? Qua đây, qua đi đường này nè tụi con. Đi đường này nè. Đi đường này nè nha. Đẹp quá ha. Ông nào biết thịt giả mà là nhiều vậy em. Mà sao ta trồng hay vậy ta? Đó là từng chậu từng chậu. Ồ, từng chậu rồi họ mới để. Design sẵn rồi, cái chậu gốc đó bao nhiêu chậu. Đây là một cái khu casino. Ok, hơi đi vòng lại đây. Tám lên tỉnh.